Rối loạn cương dương là bệnh lý thầm kín xảy ra khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt là đàn ông từ 40 đến 70 tuổi. Tại Việt Nam, tình trạng rối loạn cương dương ngày càng phổ biến và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí là còn có chiều hướng gia tăng mạnh. Tuy nhiên, đây là căn bệnh dễ dẫn tới tự ti khó nói nên nam giới thường ngại thổ lộ hay đi khám để điều trị. Cùng thạc sĩ bác sĩ Võ Thiện Ngôn, bác sĩ ngoại tiết niệu khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng chia sẻ về nguyên nhân rối loạn cương dương và cách khắc phục. Rối loạn cương dương là tình trạng rối loạn chức năng tình dục khiến nam giới không thể thực hiện hành vi tình dục, không đạt được cực khoái hoặc dơ bật không cương hoặc không cương cứng đủ và kéo dài đủ để quan hệ tình dục. Bệnh lý này khá phổ biến, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở người trẻ. Do thói quen sinh hoạt không lành mạnh, lạm dụng ăn kiêng, sử dụng thuốc lá và bia rượu khiến trung khu thần kinh bị ức chế, dẫn tới ham muốn tình dục suy giảm, gây rối loạn khả năng tình dục ở nam giới. Gia tăng áp lực căng thẳng trong cuộc sống hiện đại, những áp lực này tác động không tốt lên hệ thống thần kinh giao cảm, tăng tiết adrenaline, gây co mạch. Đây là một nguyên nhân làm cản trở máu dẫn đến các thể hang, gây ảnh hưởng đến vấn đề cương dương. Ngoài ra, một số nguyên nhân bệnh lý dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới bao gồm suy giảm nội tiết tố testosterone, rối loạn vận chuyển mạch máu khiến dư vật không được vận chuyển máu đủ lượng hoặc làm thoát máu quá nhanh khỏi các tĩnh mạch vùng dư vật. Nguyên nhân thần kinh, nhiễm độc thần kinh do rượu bia, thuốc lá, ma túy, viêm dây thần kinh, tổn thương thần kinh do phẫu thuật vùng tiểu khung hay bệnh tiểu đường, gây rối loạn dẫn truyền tín hiệu từ não bộ tới ngoại vi. Nguyên nhân tâm lý, bệnh nhân bị ám ảnh tâm lý do một chấn động với tinh thần hoặc tai nạn, có mặc cảm và bất lực. Bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng các liệu pháp tâm lý, sử dụng thuốc hoặc thủ thuật can thiệp an toàn. Ngoài điều trị triệu chứng thì cần kết hợp loại bỏ nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Vì thế, tùy vào từng trường hợp, biện pháp điều trị có thể khác nhau. Cách khắc phục có thể bao gồm bổ sung testosterone bằng đường uống, đường tiêm hoặc bôi ngoài da theo chỉ định của bác sĩ. Sử dụng thuốc giãn mạch, thường dành cho bệnh có nguyên nhân thần kinh, mạch máu hoặc tâm lý. Tuy nhiên, phương pháp này thường dễ gây tác dụng phụ như loét niệu đạo, sơ hóa, tụ máu, bầm tím hay cong vẹo dương vật. Bơm hút chân không, đây là phương pháp tạm thời, thường dùng cho những bệnh nhân không đáp ứng hoặc không muốn điều trị với thuốc và các liệu pháp khác. Sử dụng thuốc ức chế PDE5, đây là dòng thuốc phổ biến nhất được chỉ định cho các trường hợp bị rối loạn cương dương, giúp cải thiện đến 80% các trường hợp bệnh do các nguyên nhân khác nhau. Bệnh nhân có thể sử dụng dạng liều hàng ngày hoặc dùng theo yêu cầu trước khi giao hợp 1 giờ đồng hồ. Phẫu thuật, khi bệnh nhân không đáp ứng với uống thuốc thì phẫu thuật là biện pháp điều trị cuối cùng. Có hai dạng phẫu thuật điều trị. Phẫu thuật nối thông động mạch, khi động mạch cấp máu cho dương vật bị tổn thương. Phẫu thuật cấy vật hang giả, lắp vật hang giả vĩnh viễn. Liệu pháp tâm lý, đôi khi tâm lý căng thẳng, stress hoặc chấn động tâm lý là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới. Cải thiện yếu tố tâm lý dưới sự nỗ lực của bệnh nhân và bạn đời và bác sĩ thì sẽ giúp cải thiện bệnh. Ngoài ra, nam giới đặc biệt là các bạn trẻ cần có thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, không lạm dụng chất kích thích. Liên hệ hotline các bệnh viện Vinmec trên toàn quốc hoặc truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.